Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review bình sữa Pigeon nhựa PPSU Plus ngôi sao giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Sử dụng núm vú silicon siêu mềm Plus mô phỏng bầu ti mẹ, mang lại cho bé cảm giác như đang bú mẹ. Giúp bé chuyển đổi từ bú mẹ sang bú bình một cách dễ dàng, hệ thống van thông khí AVS điều chỉnh áp suất trong bình. Điều tiết lượng sữa chảy ra, hạn chế tình trạng đầy hơi, khó tiêu của bé, chịu lực tốt. Chống được va đập, khả năng chịu nhiệt cao đến 180 độ C trong quá trình tiệt trùng, thành phần Thân bình nhựa PPSU cao cấp sử dụng rộng rãi trong y khoa, không chứa chất BPA, núm ti silicon siêu mềm, hướng dẫn sử dụng: Luôn rửa sạch và tiệt trùng bình sữa trước khi cho bé bú. Vệ sinh bình sữa, núm ti bằng dung dịch súc rửa chuyên dụng, nước sôi hoặc máy tiệt trùng. Độ tuổi sử dụng: Phù hợp cho bé từ 3 tháng tuổi trở lên. Lưu ý: Loại bỏ ngay núm vú nếu bị rách, thủng hoặc hư hỏng do trẻ cắn, không cho trẻ ngậm núm vú dùng với bình sữa như núm vú giả thương hiệu Pigeon, xuất xứ Thái Lan, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng